Hè vừa sáng vai mang thanh trang, càng thiết tha qua bao ngày xa. Gặp lại nhau bên ngôi chùa xưa, chùa Hoàng Pháp rạng ngời lòng ta. Ngàn dặm xa anh em về đây, cùng nắm tay ôn lại chuyện xưa. Mình gặp nhau trong bao hân hoan, lòng rộn rã chuyện vui chuyện buồn. Tay nguyện đắp xây đạo pháp muôn nhà, cùng hát ca lòng thiết tha chứa tràn tình ta. Ngàn ước mơ đẹp ý thơ sáng tươi đạo thiêng, nguyện hiến dâng thời tuổi xuân hết cho quần xanh. Đường trần gian phong ba bạn ơi, mình có nhau gian nguy ngại chi. Cười tươi luôn trên đôi môi, lòng nhân nắng còn mãi sáng ngời. Nào bạn ơi, cùng nắm tay nguyện đắp xây đạo pháp muôn nhà, cùng hát ca lòng thiết tha chứa tràn tình ta. Ngàn ước mơ đẹp ý thơ sáng tươi đạo thiêng, nguyện hiến dâng thời tuổi xuân hết cho quần xanh. Đường chân gian phong ba bạn ơi, mình có nhau gian nguy ngại chi. Nụ cười tươi luôn trên đôi môi, lòng nhân ái còn mãi sáng ngời. Đường chân gian phong ba bạn ơi, mình có nhau gian nguy ngại chi. Nụ cười tươi luôn trên đôi môi, lòng nhân ái còn mãi sáng ngời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý tôn đức, ban tổ chức khóa tu mùa hè tại chùa Hoằng Pháp, cùng quý Phật tử thân mến, hôm nay thầy rất vui mừng được đến với khóa tu mùa hè tại chùa Hoằng Pháp theo lời mời của ban tổ chức. Khóa tu này đặc biệt dành cho thanh niên Phật tử, gồm các sinh viên, học sinh, các bạn trẻ. Và ngồi ở đây, thầy thấy có cả các em thiếu niên và các em thiếu nhi nữa. Và thầy sẽ có pháp thoại để nói về công đức của cha, của mẹ mình. Các con thân mến, trong những năm gần đây, tuổi trẻ đến với đạo Phật ngày càng đông, ngày càng nhiều, và đến với tấm lòng, với cái lòng thành của mình, và nó đang trở thành một cái trào lưu trong tiến trình phát triển của đạo Phật. Điều đó nó phản ánh trung thực và khách quan những giá trị đích thực mà đạo Phật đã cống hiến cho cuộc đời, cho mọi thành phần trong xã hội, trong đó có tuổi trẻ của chúng ta. Các con đi chùa học Phật, nghe pháp và tham dự khóa tu chính là để trau dồi cái phẩm hạnh đạo đức, cái nhân cách của mình. Hay nói khác hơn là mình đến chùa để tu tâm sửa tính. Tu như thế nào? Mình tu cho cái tâm mình nó được sáng ra, và sửa cho cái tính của mình nó được ngay thẳng ra. Như vậy, mình đến với mấy chùa, một mặt là mình được tu học, nhưng đồng thời, sự hiện diện của các con dưới mấy chùa cũng làm cho đạo Phật được trẻ trung hơn, được tươi mới hơn.
Không biết ai đó đã nói trễ vui nhà, già vui chùa. Đây là câu nói không chuẩn xác. Các con có đồng ý không? Bởi vì giáo lý của Đạo Phật là giáo lý của tình thương và tuệ giác. Ở đâu có khổ đau thì Đạo Phật sẽ đến đó xoa dịu niềm đau và đem đến hạnh phúc cho con người. Giáo lý Đạo Phật không phân biệt là già, trẻ, trai, gái, hay là giai cấp hay là địa vị. Có một số người quan niệm phải chờ chừng nào mà mắt mờ, tai điếc, lưng gù, tóc bạc, da nhăn, không còn cái gì nữa, lúc đó mới đi chùa. Cái quan niệm này không đúng lắm. Ở đâu có nỗi khổ niềm đau, ở đó Đạo Phật xuất hiện. Ở đâu có Đạo Phật, ở đó sẽ có an lạc, có hạnh phúc cho con người. Cho nên các con đi chùa học Phật, các con phải nỗ lực tinh tấn để làm thay đổi nhận thức xã hội, thay đổi cái nhìn của một số người hiểu không đúng về thực thể của Đạo Phật, và từ đó nói rằng Đạo Phật là bi quan, là yếm thế, chỉ dành cho những người già. Cái quan niệm này là không có đúng lắm. Tuổi trẻ đi chùa đó là một cái quý, càng nhỏ mà càng hiểu được giáo lý thì đó mới là cái điều hay. Thầy rất may mắn được thừa hưởng gia tài của Đức Phật từ thuở ấu thơ. Có nghĩa là thầy đi tu từ hồi tấm bé, nhỏ lắm, nhỏ hơn các con nữa. Hồi đó nhà thầy ở kế bên chùa. Có một điều là 4 giờ sáng khi quý thầy dạy công phu, mỗi khi nghe chuông là thầy bật dậy và thầy lay mẹ mình: "Mẹ ơi, con muốn đi chùa, mẹ dắt con đi chùa đi." Mẹ thầy là một Phật tử cho nên bà cũng rất là hoan hỷ. Hễ mà nghe con mà đòi đi chùa là bà hoan hỷ ngay, không có một tí phàn nàn. Và đến một thời gian sau đó thì thầy ở luôn bên chùa. Thầy ở luôn bên chùa, tức là thầy đi tu. Cho nên cái tuổi trẻ đi qua của thầy rất là đẹp, rất dễ thương. Có tiếng chuông giải thoát và có hình bóng của người mẹ thân thương của mình. Thầy rất quý cái tuổi trẻ ấu thơ đi học Phật của mình. Hôm nay dự khóa tu mùa hè dành cho tuổi trẻ, thấy được các con thanh niên, tuổi trẻ, rồi học sinh, sinh viên còn trẻ mà đi chùa học Phật, thầy rất khâm phục, thầy rất quý. Thầy thấy rằng đây là một cái điều may mắn mà các con sớm hiểu đạo và tu đạo. Như vậy mình sống ở nhà, mình có cha, có mẹ, có anh chị, tức là mình đang sống trong một gia đình huyết thống. Khi mình đến chùa thì mình có Đức Phật, có quý thầy, có những người bạn cùng tham dự khóa tu, tức là mình đang xây dựng một gia đình tâm linh. Thầy mong muốn các con luôn luôn sống hạnh phúc, đầm ấm trong gia đình huyết thống của mình, và sống thảnh thơi, an lạc và giải thoát trong gia đình tâm linh của mình. Năm ngoái ở tại chùa thầy có nhận hai chú nhỏ vô chùa đi tu. Một chú là 10 tuổi, còn một chú em là 8 tuổi. Hai chú sinh ra trong gia đình không mấy hạnh phúc. Bố thì đạp xích lô, mẹ thì đi lấy túi ni lông ở các góc phố, ở cuối đường, ở những bãi rác để kiếm sống qua ngày. Gia đình sống trong một cái căn chòi ọp ẹp ở trên Củ Chi,
trông rất là thương tâm. Nhà quá khổ, rồi bố đạp xích lô nhiều chục năm, cho nên không còn sức lao động, kiệt quệ, rồi bệnh nằm ở nhà. Trong khi đó, hai đứa nhỏ, cái tuổi 9-10 gọi là tuổi thần tiên, giống như các con ở đây, cái tuổi được cấp sách đến trường, thì ở đây hai cháu mỗi ngày phải theo mẹ đến những hố rác để lấy túi ni lông, để lấy nhôm nhựa ve chai kiếm sống qua ngày. Cuộc sống cơ cực, và kể từ khi bố lâm bệnh thì gia đình kiệt quệ. Bố mẹ để phó mặc cho hai đứa trẻ, muốn đi đâu thì đi, muốn sống ở đâu thì sống. Hàng ngày hai đứa sống lang thang với những trẻ bụi đời. Thấy chiều đến là nó ghé vô một cái ngôi chùa gọi là chùa Liên Trì ở Củ Chi, nó xin cơm nó ăn. Rồi tối đến thấy nó ngủ ở ngoài trước hiên chùa. Mưa cũng như nắng và nắng cũng như mưa, căn nhà ọp ẹp, vô hiên chùa ngủ đôi khi còn ấm cúng hơn. Một ngày, hai ngày, rồi nhiều ngày như thế. Sư cô trụ trì thấy vậy rất là thương tâm. Khi mà hiểu được gia cảnh thì sư cô đến nói với bố mẹ, hướng dẫn bố mẹ cho hai cháu ở chùa. Và bố mẹ đến thưa thầy, và thầy đồng ý nhận lời nuôi hai cháu làm tiểu ở chùa. Một hai tuần đầu mấy con biết không, khi mà mới về chùa thì thấy nó cũng ngoan cũng hiền, nhưng mà từ từ thì bắt đầu nó nghịch ngợm. Nó nghịch ngợm, cái tuổi thơ là cái tuổi hiếu động đã đành rồi, mà cộng với cái nghịch ngợm của thiếu giáo dục nữa, cho nên nhiều lúc thấy không dễ thương. Có một lần thầy đi xa, mấy con biết không, thầy gọi điện về để dặn dò công việc, công việc ở chùa, thì điện thoại reng. Thầy alo, nghe đầu dây bên kia là tiếng của cũng của trẻ em. Ola. Thì thầy alo alo, đầu dây bên kia ola ola. Thầy nghĩ hay là mình gọi điện thoại nhầm rồi. Thầy hỏi alo, có phải chùa Khánh An không? Đầu dây bên kia ola, chàng Khánh Vua đây. Thì trong một thoáng ý thức, thầy nhận ra thì ra hai cậu nhỏ Củ Chi mình rồi. Nhưng thầy im lặng để coi thử tiếp tục phản ứng thế nào. Thì kia đi, cậu anh đứng kế bên hỏi anh em, tay nào gọi vậy? Các con biết em đã trả lời sao không? Biết chết liền. Chiều hôm đó thầy về, chùa thì cũng đông, nhưng mà các anh lớn thì đi học hết rồi. Thì tự nhiên thầy thấy chùa vắng quá, không thấy hai đứa đâu hết. Thầy suy nghĩ, ô hay là nó biết hồi trưa là sư phụ gọi mà nó ô la nên nó trốn. Thầy đi vòng vòng chùa thì cũng không thấy. Ra phía trước, ở chùa của thầy rất là thấp, cho nên phải có một cái hiên che ra phía trước á. Thầy đứng trước chùa nhìn qua nhìn lại không thấy đâu hết. Thấy có hai đôi dép để ở trước sân chùa, thì nhìn lên trên chùa, trêu vọng nó ngủ ở trên. Trời, mấy con biết không, báo hại thầy, phải nhờ ba anh thanh niên để tháo vọng bế xuống. Nó lên được, nó xuống không được, nó nằm suốt cả buổi luôn. Nhưng mà con biết là chiều hôm đó thầy bắt đầu ưu tư rất nhiều. Thầy nói như thế này không được rồi, nó ở chùa mà nó còn alo ola với sư phụ nó,
Rồi nó còn treo võng trên mái hiên chùa, nó ngủ thì thôi còn gì để nói nữa. Mà lúc đó thầy cho nó đi học được hơn một tuần rồi. Lúc đó đi xin nhà trường nói quá tuổi, không cho đi học chính thức, mà học phổ cập. Tối nó mới đi học. Thì học được gần khoảng 10 ngày, tuần 10 ngày. Thì sau giờ tụng kinh tối, lúc đó khoảng 8 giờ, thầy bảo hai chú, hai con đem sách vở lên cho thầy kiểm tra bài, coi thử nó học hành thế nào. Ở chùa mình nó quậy như vậy, không biết lên trường thì nó thuộc làm đại ca nữa. Mà nếu mà nhà trường đuổi học thì đúng là không còn cơ hội để đến trường. Khi mà thầy bảo hai đứa đem sách vở lên thầy kiểm tra, tự nhiên hai đứa chạy hoảng loạn vô phòng. Chạy nó có một cái gì đó bất ổn lắm. Thì thầy đi theo. Thầy vừa bước đến thì thấy hai đứa lục lạo ở trong phòng. Lúc đó thầy nói: "Này, không có lục lạo, không có sắp đặt nha. Đem hai cái cặp táp ra đây." Đấy, thì hai đứa cầm hai cái cặp táp ra. Hai đứa hai cặp táp y bằng nhau, y như nhau. Nhưng mà cặp táp của đứa em á thì nó gọn, nó nhẹ. Còn cặp táp của cậu anh á, mấy con biết không, nó to kình càng, mà không biết nó chứa gì trong đó, to lắm. Thì thầy chỉ cái cặp lớn, thầy bảo lôi sách vở ra để lên bàn cho thầy. Tự nhiên hai đứa nó nhìn nhau, nó có một cái nỗi buồn. Thầy thấy nó hiện một nỗi buồn trên mặt, và nó nhìn nhau. Thầy cũng chưa hiểu điều gì. Thầy nói lấy sách vở bỏ ra bàn cho thầy. Thấy thằng anh đôi mắt nó đỏ lên, nó mở cặp một cách rụt rè. Các con nghĩ thầy tưởng đâu là nó lấy cái tay để nó thò vô trong cặp để nó rút tập vở ra. Không có. Nó mở nắp rồi nó cầm hai cái cặp nó vũ vậy nè. Nó vũ một hồi, mấy con biết không, một đống để trên bàn. Mấy con biết gì không? Túi ni lông nè, lon coca nè, cái vỏ lon Pepsi nè, rồi có dép nhựa mà đứt nè, rồi tùm lum hết, nhôm, nhựa, dép, đứt, lon Pepsi, kể cả những cái thứ tùm lum hết. Lúc đó thầy hỏi: "Ai bảo mấy con lấy cái này? Mấy con lấy cái này làm cái gì?" Nó không nói. Mà lúc đó nó mếu mếu, nó muốn khóc. Đứa anh thì cắn môi lại để giữ sự bình thản, nhưng mà thầy biết là nó có một cái vấn đề gì. Nhưng mà thầy một hai bắt nó phải nói. Thì trước áp lực của thầy, thằng anh nói được một câu: "Thưa thầy, con lấy túi ni lông cho mẹ." Nói xong rồi cái nó òa, nó khóc. Khi mà nó khóc á thì đứa em đứng kế bên cũng khóc theo, cầm cái cặp táp trên tay rớt. Hai anh em đứng khóc. Lúc đó mấy con biết bao nhiêu cái bực bội của thầy nó tan biến đâu mất rồi, mà nó chỉ có một cái không gian thương thương và tủi tủi, thương thương và tủi tủi. Lúc đó thầy nhớ ra, đúng là bố mẹ ở nhà quá cơ cực, và mỗi ngày người mẹ phải đi lượm túi ni lông. Hai đứa này nó nhớ lại những ngày cùng mẹ đi hết đường này phố nọ để lấy túi ni lông kiếm sống. Bây giờ đã về chùa rồi, đã thay đổi hoàn cảnh rồi, nhưng mà hình ảnh người mẹ vẫn còn trong đầu đó. Món quà cha mẹ không có gì ngoài những túi ni lông. Thầy lúc đó cũng thật sự là thương tâm, cho nên thầy nói: "Mấy con lấy như thế này, có chắc chắn là con lấy cho mẹ không?" Nó nói: "Dạ thưa thầy, tại hồi đó mỗi ngày hai đứa con đi theo mẹ lấy túi ni lông, thấy một tí gì cũng lấy hết á,
bây giờ về đây rồi, con thấy mẹ con rất quý những cái này, cho nên con gom để con lấy cho mẹ. Câu trả lời của nó làm cho thầy nhớ đến một cái bài thơ hồi đó, không biết thầy đã đọc một lần ở đâu đó. Cầu Phật xót thương cho gia đình bé nhỏ, thương người mẹ mái tóc vẫn còn xanh, cùng con thơ sống đời hiu quạnh, ngày qua ngày bên bãi rác hôi tanh. Nhà sơ xác không bát cơm manh áo, chồng ốm đau nằm liệt đã bấy lâu, mẹ dắt con đi trong mưa nắng dãy dầu, lây lất giữa dòng đời kiếm tìm sự sống. Hôm đó hai chú đã gây cho thầy một cái sự xúc động. Thầy đứng sững sờ một chập, rồi hai đứa nó cũng không nói một lời gì. Thầy bảo thôi, hai con đi rửa mặt đi, lên phòng thầy ngủ đi. Lúc đó thì cũng đã 9 giờ hơn rồi. Trong đầu thầy suy nghĩ, chắc là hai đứa nó nhớ mẹ lắm, nó thiếu tình thương của cha của mẹ. Nó nhớ lại những ngày mặc dù rất khổ sở, nhưng mà ít ra được hạnh phúc bên mẹ. Bây giờ về chùa có an lạc, nhưng mà thiếu một tình thương quá lớn. Thì lúc đó thầy suy nghĩ, thầy sẽ đóng vai làm cha làm mẹ, làm người bảo dưỡng, để ôm hai cháu vào giấc ngủ hồn nhiên của trẻ thơ. Hôm đó thầy nằm thầy cứ suy tư mãi. Thầy nói nếu mà thầy trả nó về cho bố mẹ để được sống bên bố mẹ thì tương lai của nó hoàn toàn đen tối. Còn nếu nó ở chùa thì tình cảm thiêng liêng đã bị mất mát. Cứ miên man trong đầu thầy, thầy suy nghĩ. Thì lúc đó gần 11 giờ khuya, mấy con biết không? Cái thằng em á, nó đứng dậy, nó mở cửa, nó đi ra ngoài. Thì thầy nhìn thấy thằng em đi ra ngoài, thầy nghĩ tuổi trẻ mà, tối ngủ thì đi ra ngoài 2-3 phút rồi vô thôi, cũng giống như mấy con phải không? Mình bước xuống giường rồi mình đi ra phía sau 2-3 phút rồi mình đi ngủ lại. Nhưng mà thầy chờ 5 phút rồi 10 phút cũng chẳng thấy nó đâu hết. Thế là thầy đi tìm, thầy nghĩ là nó xuống phòng nó ngủ rồi. Thầy xuống phòng nó, từ phòng của thầy mà qua phòng nó đó là đi ngang qua một cái nhà khách. Khi thầy vừa bước qua nhà khách thì thầy nghe một cái tiếng rột ở bên trong nhà khách. Thầy bước vào nhà khách mở điện lên, mấy con biết không, chính thằng em nó đứng trên cái chồng ghế nhựa cao 4-5 cao, với nó cầm lấy cái điện thoại. Điện thoại để trong chùa, để trên một cái tủ cao. Nó chồng ghế lên rồi nó cầm cái điện thoại, nó vừa ghi cái điện thoại vừa khóc. Mà nó khóc nén giữa đêm khuya, nó sợ thầy, sợ cả chùa nghe, nó khóc nén. Khi mà thầy bật điện lên thì nó đang cầm cái điện thoại, nó khóc nén. Nhưng mà thấy thầy rồi thì nó nghiêm mặt ra, nhưng mà nước mắt vẫn ràn rụa. Thầy không hiểu sự tình, nhưng thầy biết là có một cái nỗi buồn u uẩn gì đó. Thì lúc đó thầy hỏi, con gọi điện cho ai trong lúc này? Nó nói trong sợ sệt, thưa thầy, con gọi điện cho dì Sáu. Thầy hỏi, ủa dì Sáu ở đâu mà tại sao bây giờ con gọi? Thưa thầy, nhà dì Sáu ở gần nhà con. Con muốn dì Sáu cho con xin gặp mẹ con một tí.
ngày con ra đi, lúc mà bố mẹ dẫn đến đây cũng là lúc đó. Nhà hết tiền rồi, do mấy ngày rồi tụi con không có lượm túi ni lông. Còn mẹ, bố con thì bệnh, chữa trị chưa xong cho nên không có đạp xích lô được. Con muốn gặp mẹ con một tí thôi. Thì lúc đó thầy hỏi, thế từ lúc mà về chùa tới bây giờ con gọi điện nhiều không? Và có gặp được cả mẹ con không? Thằng bé trả lời, thưa thầy, tối nào con cũng gọi hết á. Hễ mà thầy đi ngủ và cả chùa tắt điện thì con gọi điện. Nhưng mà dì xấu không chịu bật máy, không chịu mở máy nghe thầy ơi. Thì thầy nói, con đọc số điện thoại đi, thầy gọi cho. Thằng nhỏ đọc, thưa thầy, số 79. Con đọc nữa đi, thưa thầy, 79. Rồi số mấy nữa con? Dạ 79. Thầy nói, cái gì mà 79 hoài vậy, gọi taxi hả? Con biết không, nó nói một câu, thầy ơi con nhớ chỉ có hai số. Thực sự là mình nghe giống như là một cái trò đùa. Nhưng lúc đó mấy con biết không, thầy não cả lòng, không biết nó làm cách nào để mà nó thuộc được số điện thoại gì xấu, mà thuộc chỉ đúng hai số thôi. Và cứ thế tối nào nó cũng gọi mà không gặp được gì xấu. Nó nói gì không chịu bắt máy cho con. Lúc đó thầy đưa tay thầy ẵm nó. Thì trong lúc vừa ẵm thì nó khóc lớn lên. Nó khóc lớn lên không? Tiếng khóc nó nghẹn ngào lắm. Nó nghẹn ngào, cái sự dồn nén của thương nhớ từ lâu lắm rồi. Mà mấy con biết thầy đâu ngờ, ban ngày nó vui, nó chơi, nó đùa giỡn, thế mà khi đêm về nó nhớ mẹ. Nó không ngủ được. Tối nào con cũng gọi cho dì xấu mà không tối nào dì bắt máy. Con chỉ xin được nghe một tiếng mẹ thôi. Đây là một câu chuyện xảy ra sự thật ở ngay tại chùa thầy. Nghe qua câu chuyện các con hãy bình tâm để mà suy xét sự tình. Chúng con có thể hình dung được trẻ thơ sống xa cha xa mẹ. Nếu mà nhìn nó chắc các con sẽ thấy không dễ thương, bởi vì nó nghịch ngợm rồi nó lấu ta lấu táu. Nhưng ta phải hiểu rằng, bởi vì cái hoàn cảnh, vì điều kiện của cuộc sống, nó không được đi học, nó thiếu sự dạy bảo, nó thiếu sự giáo dục, cho nên nó không có lễ độ. Nó không có cái văn hóa khi mà người ta gọi điện thoại về chùa, khi mà thầy gọi điện thoại về chùa, nó trả lời một cách vô lễ. Nó nghịch ngợm đến nỗi mà nó treo võng lên trên mái chùa để nó nằm. Nhưng mà trẻ thơ đâu có biết nó làm như vậy là nó sai đâu. Cũng giống như các con, nhiều lúc đứng nhìn bên hàng rào người ta, thấy trái ổi nó ngon quá, thôi mình cũng hái liều một cái. Nhưng mà đó là cái tính trẻ con của mình. Hai đứa này nó đâu nghĩ như vậy là nó sai đâu. Người lớn áp dụng những cái quy ước của đạo đức, của văn hóa, của giáo dục để gọi là nó sai. Nhưng các con biết bên cạnh cái mà mình gọi là sai, nó đã làm được một điều mà chưa chắc chúng ta làm được. Kể cả những người được mệnh danh là nhà văn hóa, nhà giáo dục, cũng chưa hẳn đã làm được. Nó biết rằng cái túi ni lông nằm ở những hố rác hôi tanh, đó chỉ là rác rưởi. Những cái vỏ lon Coca, những cái vỏ lon Pepsi, mình uống cho thỏa thuê rồi mình vứt đi, mình không xài đến. Nhưng đối với nó, đây là những món quà có giá trị để nó tặng mẹ. Vì mỗi ngày nó phải theo chân mẹ
nắng mưa dãi dầu để kiếm sống, bằng lon coca, bằng cái túi ni lông. Nó biết được rằng chỉ ở bên mẹ là nó đã hạnh phúc lắm rồi, còn thiếu thốn đói khát như thế nào nó chưa hề nghĩ đến. Là trẻ thơ sống bụi đời, có thể nó sẽ không biết hát. Nó không biết hát, mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm. Nó không biết, nhưng nó cảm nhận mẹ là dịu hiền, là thần tiên, là bóng mát, là ánh đuốc để dẫn nó đi không lạc lối. Và nó cũng chưa từng nghe người ta hát. Mẹ là lọn mía ngọt ngào, là nải chuối buồn câu, là tiếng dế đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Nó không hề nghe người ta hát, nhưng nó cảm nhận được mẹ là ngọt ngào, là nắng ấm, là vốn liếng yêu thương của cuộc đời mà nó được hưởng thụ bên người mẹ mình. Chúng ta ngồi đây, các con ngồi đây, có đứa nào thấy được sự màu nhiệm khi mình được sống bên mẹ không? Các con có thấy được mình có một cái điều quý giá nhất là mình đang có cha và có mẹ mình không? Không phải ai cũng được như mình đâu. Mỗi ngày được sống bên mẹ, nhưng chưa chắc mình đã thấy mẹ. Thấy bằng cái thấy sâu thẳm của một người con. Mình không suy nghĩ, không suy tư và không thấy đằng sau cái nỗi vất vả của mẹ để lo lắng cho mình. Các con biết, mẹ là món quà to lớn nhất dành cho đời mình. Không có một món quà nào to lớn hơn. Mẹ là một cái suối nguồn yêu thương, tình cảm thiêng liêng chan chứa, dành tất cả cho mình. Khi sinh một đứa con ra, không có gì quý giá, lúc đó chỉ có mình là quý giá nhất đối với mẹ. Cho nên mẹ là của mình, và mình là của mẹ. Không có cái gì của mình mà không từ mẹ mà ra. Mình có đôi chân để mình đi, mình có đôi tay để mình viết lách, để làm việc. Mình có đôi tai để mình nghe, và mình có đôi mắt để mình nhìn cuộc đời. Cả tấm thân này là từ bố mình, từ mẹ mình mà có. Mẹ biết bao nhiêu khổ sở, vật vã vì con lớn khôn. Những lúc ta đau ốm, những lúc ta mệt mỏi, mẹ đau đớn gấp trăm ngàn lần ta. Nhưng mà khi mình trưởng thành rồi, thì đôi chân ấy có trở về thăm mẹ không? Hay là cứ hết lý do này rồi lý do nọ, mẹ ơi con bận rộn quá, con lo buôn bán con không về được, tối con phải đi đòi nợ nữa. Chúng ta chỉ vì đồng tiền, chúng ta chỉ vì công việc, không hề về thăm mẹ. Trong khi đó, mình có người yêu, mình có người thương thì thế nào? Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Một cái em chỉ mới có thầy nghĩ là chưa tới 10 tuổi cũng thuộc câu đó nữa. Nhưng mà trong khi đó, mẹ mình thì ở nhà, đôi khi nằm bệnh hoạn, nằm một mình ở nhà. Các con ngồi đây, đã có đứa nào sắc cha mẹ mình một thang thuốc chưa? Đã có đứa nào tự tay nấu cho mẹ mình một bát cháo chưa? Các con có giặt cha mẹ mình được một cái khăn hay là một cái áo nào chưa? Nếu mấy con làm được những điều đó, thầy nghĩ rằng mẹ là những người hạnh phúc nhất
Nhưng thầy nghĩ đó chỉ là một số ít thôi. Họa hoàng lắm, ít khi chúng ta nghĩ đến mẹ mình. Đôi khi những cái rất đơn giản thôi con ạ. Mình có đôi tai để nghe mà không biết lắng nghe mẹ mình. Mỗi lần mẹ mình mở lời thì mấy con thấy thế nào? Thôi mẹ ơi, con biết rồi, mệt quá mẹ nói hoài. Trong khi mẹ vì con, dạy dỗ vì con, nhưng mà chúng ta trả lời như thế đó. Chúng ta có đôi mắt, chính đôi mắt ấy cũng là của mẹ cho. Nhìn mẹ mình, ngắm mẹ mình thật kỹ chưa? Đã thấy kỹ dáng mẹ chưa? Mấy con có thấy được mẹ mình tằn tiệu lao khổ vì con mỗi ngày gầy guộc đi không? Vầng trán của mẹ mỗi ngày có những vết nhăn. Những dấu chân chim ở nơi khóe mắt mẹ mình đã thấy chưa? Tất cả những nỗi khổ đau của mẹ suốt cuộc đời chỉ có mình, vì mình. Cho nên, mình còn cha còn mẹ, đó là một niềm hạnh phúc lớn nhất trên cuộc đời. Mình phải biết tận hưởng, mình đừng đánh mất cơ hội các con ạ. Đừng để đến khi mẹ nằm bất động trên giường, đừng để trên đầu mình mang chiếc khăn tang. Đừng để bóng của mẹ mình chỉ còn trong di ảnh với hương khói lặng lờ. Lúc đó mình mới khóc lóc. Đừng để đến mùa Vu Lan về, ai đó cài cho mình một bông hồng trắng trên ngực. Lúc đó mới rưng rưng. Những giọt nước mắt muộn màng sẽ không níu kéo được thời gian. Nếu ngày hôm nay chúng ta không thương mẹ, không nghĩ đến mẹ, ngày mai có muốn nằm mơ cũng không thấy mẹ. Lúc đó có muốn mẹ ơi, mẹ hãy la con đi, mẹ hãy đánh con đi, sẽ không có người la, sẽ không có người đánh nữa con ạ. Con sẽ không đợi một ngày kia khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc. Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ? Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt, chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua. Mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ, ai níu nổi thời gian, ai níu nổi. Con mỗi ngày một lớn khôn, mẹ mỗi ngày thêm già cỗi. Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn. Con quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ, giọt nước mắt già nua không ứa nổi. Con mê mải trên bàn chân rong ruổi, mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng. Hôm nay con đã bao lần dừng chân trên phố quen, ngã nón cúi chào xe tang qua phố. Ai mất mẹ sao lòng con hoảng sợ, tiếng khóc kia bao lâu nữa của mình.
chúc lòng thành xin thắp một bình minh. Trên đời mẹ bao năm rồi tâm tối. Lời thơ như một nụ hồng trắng, con xin cài sẵn cho những ngày sắp tới. Các con đừng quên bóng dáng của mẹ ngồi trông chờ con về mỗi khi mình đi học, mỗi khi mình đi đâu xa. Mình hãy nhìn dòng thời gian khắc nghiệt đang từng phút từng giờ cướp đi tuổi của mẹ, đang đưa mẹ về với bóng xế chiều hoàng hôn. Mình đừng đợi một ngày nào đó tiếng còi của xe cứu thương đưa xác mẹ về nhà, rồi mới giật mình, mới hoảng hốt. Hãy nhìn những chiếc xe tang đang lăn bánh trên đường đời mỗi ngày. Theo sau là những vành khăn trắng đang nặng nề lê từng bước chân đưa mẹ về với miền đất lành. Mình phải ý thức được nỗi khổ của cuộc đời. Mình thấy được như vậy là niềm đau, mà hiện giờ mình đang hạnh phúc. Mình có cha có mẹ, thành thử mình phải trân quý những tháng ngày được sống với cha mẹ. Các con đừng bao giờ hẹn ngày mai con mới về, tháng sau con mới về thăm cha thăm mẹ. Có cơ hội là mình cứ gọi điện thoại thăm, có dịp mình cứ về nhà để ôm lấy mẹ mình: mẹ ơi, con đây. Những phút giây hạnh phúc đó nếu mình không làm sẽ không có cho ngày mai nữa. Trở lại câu chuyện chú tiểu của thầy, các con thấy mình đến đây mình tu như vậy là 7 ngày trôi qua. Đây là một kỷ niệm đầu đời mình xa cha nhớ mẹ. Các con có nhớ mẹ không? Các con có nhớ cha không? Thầy cảm ơn. Các con là những đứa con hiếu thảo. Xa cha xa mẹ mà mình nhớ cha nhớ mẹ, đó là mình đã có cái hiếu đối với cha mẹ mình. Chúng ta dù nhỏ hay lớn, dù đi đâu về đâu, dù sống ở phương trời nào, thì tình thiêng liêng cha mình mẹ mình bao giờ cũng có sự kết nối. Cho dù là mình lớn lên, mình đi học xa, mình lập gia đình, mình sống ở phương trời nào, mình vô chùa, thậm chí là mình đi tu, thì tình cha mẹ vẫn luôn luôn là thiêng liêng và cao cả. Cách đây khoảng vài tuần, có một cái tổ chức làm về văn hóa có đến gửi cho thầy một cái kịch bản cải lương. Họ nhờ thầy là đọc giùm cái nội dung, quay thử cái nội dung này có đúng với sự thật lịch sử của Phật giáo không, có đúng với cái tinh thần nhà Phật không. Thầy đọc xong thì thầy nói đây là sự thật lịch sử trong đạo Phật, và nội dung hoàn toàn thuần túy là giáo lý đạo Phật. Thầy đề nghị người ta sớm xuất bản. Người ta nói người ta sẽ cho cái bản cải lương này ra đời trong cái mùa Vu Lan tới. Nội dung của tuồng cải lương nó như thế này. Câu chuyện xảy ra vào thế kỷ thứ 17. Có một gia đình sống ở một cái ngôi làng ở phía bắc Việt Nam chúng ta. Hai vợ chồng vừa sinh một đứa con, nhưng mà ói âm thay, sinh ra được người con thì bố mang bạo bệnh và mất đi. Người mẹ vô cùng đau khổ, cứ ở vậy nuôi con. Người mẹ đôi lúc cũng đau khổ, cũng có những dòng nước mắt lăn trên má, nhưng mà thôi, mình có con như vậy là hạnh phúc rồi. Hai mẹ con sống đầm ấm suốt hơn 10 năm trời, cứ thui thủi mẹ con sống với nhau ở trong một cảnh làng quê. Có một buổi sáng nọ, mẹ nói với đứa con: con ơi,
mẹ mới vừa bắt được mấy con cua, mẹ để trong cái giỏ tre ở phía sau nhà. Sáng nay mẹ đi bán rau, con lấy mấy con cua này con giả ra đi, rồi con nấu canh rau đây. Trưa mẹ bán rau về, hai mẹ con mình ăn cơm nha con. Đứa con già rất là ngoan. Thì mờ sáng mẹ bụng đói, hai mẹ con không ăn sáng, gánh một cái gánh rau nặng vai đi ra ngoài chợ. Rồi đến trưa hôm đó mẹ đi buôn bán, đứa con thì ở nhà nghe lời mẹ, lấy cái giỏ cua ra để giả. Thì nó ra phía sau, nó lấy giỏ cua, tự nhiên nó thấy những con cua sao mà nó có những cái bọt xùi lên trên cái thân thể nó. Thì đứa bé nói, ố, con cua nó khóc. Hồi sáng mẹ nó giả cua, nó nghe cho nên nó khóc. Tại sao mình đành lòng mình giả nó để mình nấu canh? Thôi, thả cua đi. Thế là cậu bé thả cua ra ngoài đồng. Những con cua được hồi sinh bò đi lởm ngởm. Anh ta cười khoái chí. Trưa mẹ về thì cơm đã dọn lên mâm lên bát. Mẹ con ngồi ăn cơm. Thì mẹ cầm bát cơm lên, đĩa cà pháo. Mẹ nói, ủa, hồi sáng mẹ bảo con nấu canh cua đâu rồi, con quên rồi hả? Thì đứa con nói, dạ con không có quên mẹ, nhưng hồi sáng con thấy mấy con cua nó khóc mẹ ơi. Tại mẹ nó giả cua, nó nghe nó khóc, con thấy tội nghiệp quá con thả. Thì khi mà con nói nó, cái mẹ nói, hả? Mày, tại sao mày làm như vậy? Mấy con biết, đói lạ người, từ sáng đến trưa, một cái gánh rau ra chợ bán không được, đem về. Mẹ hét lên một tiếng, rồi lúc đó mẹ cầm cái đòn gánh mà hồi nãy vừa gánh rau á, rượt người con. Cả hai mẹ con từ sáng sớm cho đến trưa trật chưa ăn cơm, cả hai đều rất đói và rất mệt. Thì mẹ chỉ rượt người con ném được cái đòn gánh thôi, rồi mẹ ngã quỳ xuống ngất đi. Mấy con biết không, còn đứa con á, nó hoảng loạn quá, nó chưa bao giờ nó chứng kiến cảnh, ủa có phải mẹ mình không sao mà hung dữ quá. Thế là nó cũng chạy. Nó chạy, nó không biết nó chạy đi đâu. Nó chạy đến một cái phương trời vô định, cứ thế là chạy thôi. Thì người mẹ ngất nằm xuống. Khi mà tỉnh người rồi, mở mắt ra thì thấy mâm cơm vẫn còn đó. Con ơi con hỡi, con đâu rồi? Đứa con mất đi rồi. Một ngày người mẹ không có con, hai ngày tối ngủ một mình, sáng ăn cơm không có đứa con, ba ngày và biền biệt hơn 40 năm không gặp được người con. Lúc đó người mẹ quá đau khổ. Người mẹ nói, chồng đã chết, bây giờ con ra đi nữa. Cho nên người mẹ quyết định bỏ căn nhà, bỏ làng, bỏ xóm, bỏ quê hương, đi khắp nơi để tìm đứa con của mình. Đi đâu mẹ cũng, con ơi con ở đâu rồi? Nhưng mà những tiếng nói vô vọng không tìm được. 40 năm sống ở đất khách quê người. Thế rồi tuổi già đã đến, người mẹ mắt yếu, tóc đã bạc và sức đã khánh tận. Bà nghĩ là chắc là bà sẽ không còn được sống trong bao lâu nữa. Bà nói, thôi, bây giờ cuộc đời mình đến đây chắc là chỉ còn được vài ngày để sống nữa. Thôi trở lại quê nhà, biết đâu gặp lại đứa con của mình. Mình chỉ mong để gặp, nói lời xin lỗi đứa con. Thế là về nhà, bà cụ dựng một cái căn chòi ở đầu làng để bán nước. Trong lúc bà cụ đang loay hoay mãi miệt với công việc thì có một thiền sư xuất hiện. Thiền sư đến và thăm hỏi trò chuyện với bà cụ. Ủa bà cụ sống ở đây chỉ có một mình à? Bà cụ bán ở đây lâu chưa? Con cái đâu hết rồi? Bà cụ nhìn mắt, nhìn vị thầy. Suốt cuộc đời mình chỉ sống thui thủi. Hôm nay có một vị sư, tại sao gọi đến hỏi gia cảnh của mình? Tự nhiên xúc động quá, bà mẹ bật khóc.
rồi lấy khăn lau nước mắt. Bà cụ nói: bạch thầy, con là người sống ở tại nơi này, cuộc đời quá trớ trêu. Có một lần bảo đứa con không nghe, con bảo nấu nồi canh cua, nó thả cua thầy ơi. Con đau khổ, trong lúc hoảng loạn con đánh nó, và nó ra đi đến hôm nay đã biền biệt hơn 40 năm trời. Con chỉ ao ước và mong thầy làm sao cứu con, gặp được nó để con nói lời xin lỗi rồi con chết cũng được. Thì lúc đó vị thiền sư giật mình. Vị thiền sư giật mình hoảng loạn. Bao năm rồi thiền sư cũng hết phương này đến phương nọ. Lòng cũng rây rứt. Nếu không tìm được mẹ, không trả được chữ hiếu, thì không thể nói đến đạo lý cao siêu hơn. Cho nên tháng ngày mỗi mòn đi tìm mẹ, hôm nay được gặp mẹ mình, cứ như tỉnh, cứ như mơ, hư hư thật thật. Rồi sau đó thiền sư nói: thôi bây giờ cụ có tuổi rồi, mời cụ về chùa ở. Câu chuyện được xảy ra vào thế kỷ thứ 17, và cậu bé ấy chính là thiền sư Tông Diễn, có pháp hiệu là Chân Dung, là thuộc cái dòng thiền Tào Động đời thứ 37. Đây là một câu chuyện tại Việt Nam của mình. 40 năm ròng rã, người mẹ mất con để rồi đi tìm con. 40 năm ròng rã đã làm vị thầy, đã là một thiền sư, nhưng vẫn không sống nếu không có mẹ. Thiếu vắng mẹ thì không thể nói đến đạo lý cao siêu hơn, cho nên phải đi tìm mẹ. Chúng ta thấy, dù chúng ta sống ở phương trời nào, sống ở nơi đâu, thì tình cha tình mẹ thiêng liêng và cao cả vô cùng, không thể nào mất đi được. Cái tình ấy không thể nào cân đo đong đếm được. Nó nằm ở đâu? Nằm ngay trong trái tim của mỗi đứa, nằm ngay trong cuộc sống hàng ngày của mình. Không cần mình phải học giỏi, không cần tìm trong sách vở đâu. Chữ hiếu nằm ở trong tấm lòng của mỗi con. Mình chỉ nhìn thấy con chim mẹ nó xú mồi cho chim con, mình nhìn thấy con mèo nó vuốt ve con của nó là mình thấy đã có tình thương rồi. Mình nhìn một người phụ nữ đang bế con, đang dẫn con đi học, đang đưa con đến trường, đi bệnh viện là mình thấy tình mẹ con nó thiêng liêng đến cỡ nào. Và năm xưa mình còn nằm ở trong nôi, mẹ mình cũng thương, cũng nhớ, cũng lo cho mình như thế. Nếu các con ngồi đây mà mình không ý thức được cái tình thiêng liêng ấy, thì mình phải đặt cho mình một câu hỏi: tại sao mình có mặt ở đây? Ai sinh ra mình? Thì lúc đó bóng hình mẹ, bóng hình cha xuất hiện, tức là người đã sinh ra mình. Rồi mình sẽ đặt thêm một câu hỏi: tại sao cha mình vất vả khổ sở? Tại sao mẹ mình một nắng hai sương tảo tần lo lắng cho mình? Những cái khổ đau đó mình không biết, mình chưa nếm mùi, mình chưa thấm thía. Một ngày đi đạp xích lô, một ngày đi túi lấy túi ni lông chỉ có 10.000, 20.000. Trong đó trẻ thơ bây giờ đi chơi game, đi internet,
50.000, 70.000, bao nhiêu mồ hôi nước mắt của mẹ của cha mà mình đâu có biết đâu. Nếu mình ý thức được nỗi khổ của cha mẹ, mình thấy được cái nỗi khổ sở của cha mẹ, tức là đạo hiếu đã trỗi dậy trong lòng mình. Và nếu mình tái lập được truyền thông giữa mình với cha mẹ mình, ngay lúc đó mình có hạnh phúc, mình có an vui. Trong cuộc sống này mấy con biết, có những lúc mình hạnh phúc, nhưng mà cũng lắm khi mình khổ đau. Có những lúc mình vui, và cũng có những khi mình rất buồn. Các con còn nhỏ, lớn lên rồi mấy con mới thấm thía cái nỗi buồn, nỗi đau khổ ấy. Những cái buồn vặt vãnh thì mình tâm sự với bạn mình, với những người mình thương yêu. Còn những cái nỗi khổ đau cùng tột, mình lúc đó như một con thuyền đang bấp bênh giữa sóng gió. Con thuyền nhỏ mà bấp bênh thì lúc đó cần cái gì? Cần một cái nơi trú ngụ, cần một cái điểm, một cái bến yêu thương để mình neo thuyền. Mình đang bị sóng gió dập dùi quá, lúc này mình ao ước có được một cái bến yêu thương để mình đưa con thuyền bé bỏng của mình về neo đậu. Trong lúc đó, nỗi khổ mình quá lớn, bạn bè mình cũng chỉ là những con thuyền bấp bênh. Và lúc đó, bến yêu thương an toàn nhất, không ai khác hơn là cha mình, là mẹ mình. Thành thử các con thấy, mỗi khi mà đau khổ thì mình nghĩ đến cha, đến mẹ. Mình thấy cái nỗi lòng mình nó được nhẹ đi. Trong văn học Việt Nam có Thúy Kiều. Cô Kiều là một con người suốt cả đời đau khổ. Có một điều, mỗi lần đau khổ là Thúy Kiều nghĩ đến cha mình, nghĩ đến mẹ mình. Khi mà gia đình gặp phải một cuộc tang thương, người ta đến bắt cha đi, thì Thúy Kiều quyết định bán mình chuộc cha. Đạo. Khi xe đến đón thì ông Vương và bà Vương cũng ngồi trên xe để tiễn đưa. Lúc này Thúy Kiều ôm chặt mẹ mình, ghì chặt lấy. Nàng nghĩ rằng đây chỉ còn là những phút giây cuối cùng được ở bên cha, bên mẹ, không còn phút giây nào hơn. Thúy Kiều nói với mẹ: "Mẹ ơi, con khổ đau quá, con sinh ra làm phận thơ đào. Đến tuổi lớn rồi, chưa kịp báo đáp cha mẹ thì con đã phải lâm vào tai nạn này rồi. Biết bao giờ con mới đền đáp được ân đức của cha mẹ. Hổ sinh ra phận thơ đào, ơn cha nghĩa mẹ kiếp nào trả xong. Chết con rồi mẹ ơi, chuyến đi này là chuyến đi vĩnh biệt, và có lẽ con không bao giờ gặp lại được cha mẹ. Con sống với những người xa lạ trên đất khách, và khi con chết, người ta chôn con ở xứ người. Con không về lại được quê mẹ à? Thôi con còn nói chi con, sống nhờ đất khách, thác chôn quê người." Kiều chỉ nhớ đến cha mẹ. Và khi biết mình đi vào con đường đen tối, Thúy Kiều tự tử, nhưng mà không chết. Rồi Tú Bà đưa về ở lầu Ngưng Bích. Lúc đó tâm trạng cực kỳ đau khổ, và Thúy Kiều cũng nhớ đến mẹ, nhớ đến cha. Xót người tựa cửa hôm mai, quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ.
sang lai biết mấy nắng mưa, có khi gốc tự đã vừa người ôm. Thúy Kiều xót xa cho cái cảnh cha mình mẹ mình sáng chiều đứng tựa cửa để trông con về, biền biệt không biết phương nào. Rồi không biết ai sẽ quạt cho mẹ mình, cho cha mình khi mùa hè đến. Ai sẽ làm cho chăn gối cho cha mẹ mình ấm lên khi mùa đông về. Ai làm cho cha mẹ mình vui như ông lão Lai Tử ngày xưa. Nơi quê nhà biền biệt, mẹ già, cha già chắc cũng đã khô gầy lắm rồi. Bao nhiêu nỗi nhớ nhung của Thúy Kiều trong lúc xa nhà. Còn chúng ta đó, chúng ta đi chơi picnic, chúng ta đi du lịch với bạn mình, một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ, mình nhớ mẹ được bao lâu mấy con? Mấy con có nhớ không? Thầy nghĩ chắc ít người nhớ lắm. Lo vui, lo đùa, lo giỡn, ít nhớ lắm. Kể cả mỗi khi mình ở nhà sống với bên mẹ đó, mà cũng không biết đã nhớ không. Nhưng mà bên yêu thương của mình là ai? Là cha, là mẹ. Khi mà gặp sự cố, ai giúp đỡ mình? Bạn giúp được không? Người ở bên ngoài có giúp được không? Không giúp được. Đi học, đi hành, bố ơi, ngày mai họp phụ huynh cho con đó nha, nhớ đem theo tiền để đóng học phí. Đi chơi với bạn, mẹ ơi, cho con 100.000 đi, con đi sinh nhật bạn con, cho thêm 50.000 tiền xăng nữa đi mẹ. Đi chơi cho đã, cho thỏa rồi. Mẹ ơi, con cảm lạnh quá rồi, mẹ cho con bắt cháo đi, con sốt quá rồi, mẹ cho con nùi xong đi. Chúng ta vui là vui với ai? Nhưng mà khi mà bệnh hoạn ốm đau khổ sở, mẹ ơi, cha ơi, chúng ta thấy được bến yêu thương của mình ở trong nhà mình. Thành thử thầy mong muốn mỗi con phải tự đánh thức cái chữ hiếu ở trong lương tâm mình, phải thương cha, phải thương mẹ. Cây thì có cội, nước thì có nguồn, chim thì có tổ, người có tông. Không có cha mẹ làm sao có mình. Thành thử ngày hôm nay mình ngồi tại đây, nhưng mà mình phải ý thức được rằng sự hiện hữu của mình đây là chính cha mình, mẹ mình cho mình. Thầy mong muốn mỗi đứa về nhà hãy làm một điều gì đó để trả hiếu cho cha mẹ. Các con về nhà không cần làm việc nặng, cầm lấy bàn tay của mẹ. Mẹ ơi, mẹ có khỏe không? Con đi tu một tuần, con nhớ mẹ lắm. Con tụng kinh mỗi ngày, con cầu cho mẹ có sức khỏe. Mẹ ơi, mẹ hãy đưa cái chổi đây, con quét nhà cho mẹ. Mẹ ơi, cái áo mẹ đâu, con giặt cho. Mẹ ơi, tối rồi mẹ đi ngủ đi, để con đóng cửa cho. Chỉ làm những điều nhỏ nhặt ấy thôi, tức là mình đã trả hiếu rồi. Cho nên thầy mong các con, ngay từ giờ phút này, mình phải là những người con hiếu thảo. Hiếu là cái cấp đầu tiên. Mình lên cái cấp hiếu, rồi mình mới lên được cái cấp tu. Tu Phật, tu giải thoát, tu giác ngộ gì không biết, nhưng mà cái hiếu là đầu tiên. Thì hôm nay là cái khóa tu mùa hè. Thầy có nhân viên được đến với các con. Thầy muốn chia sẻ với các con đôi lời về tình hiếu với cha, với mẹ. Thầy mong muốn các con, mỗi đứa hãy là những người con hiếu thảo để xây dựng hạnh phúc cho gia đình mình, cho bố, cha mẹ mình. Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm dưa cà. Gian đơn thôi người đừng đánh mất, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa.
cố tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhờ niệm Di Đà, và khi ta làm điều nhân ái, thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường, đường thánh cao dạt dào mưa pháp, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dứt tan não phiền, xa nẻo mê danh lợi sắc tài, làm thân tâm hận sâu tê tái, quyết quay trở về bờ giác an vui, quyết quay trở về bờ giác an vui. Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm dưa cà, giản đơn thôi người đừng đánh mất, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhờ niệm Di Đà, và khi ta làm điều nhân ái, thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường, đường thanh cao dạt dào mưa pháp, sống trong muôn loài ngập nước.